Rồi chào các bạn, hôm nay là kênh Enjoy Top. Hôm nay của mình tiếp tục làm video mới nha về game Flame Zombie 2. Phần này mình sẽ test một cái Flame mới nha, Flame Remorus. Flame này là nó là một cái con gọi là sát thương gọi là khủng nhất ở trong Flame Zombie 2 nha các bạn. Đó, một nốt nhạc là nó sẽ nhúng chìm con zombie nha. Nhưng mà ưu điểm của nó là như vậy, còn nhược điểm của nó là khi mà nó nuốt được con zombie này là nó sẽ biến mất ngay các bạn. Rồi sau đó mình sẽ đặt lại một cái Flame Remorus mới nha. Ok, rồi bây giờ là mình sẽ tiếp tục đặt 5 con Remorus. Rồi, tiếp tục. Bây giờ mình thấy các bạn thấy không? Nó sẽ ra một cái lớp nhầy màu tím. Đó, và nó sẽ hút con zombie này một cách rất là nhanh gọn lẹ các bạn. Đó, quá nhanh. Nói chung là con này làm khủng khiếp rồi các bạn ơi. Rồi nói chung là mình đã vượt qua được bằng đây quanh này rất là nhanh gọn lẹ nha. Đó, tiếp theo là mình sẽ xúc hai cây Flensin này ra, sau đó mình sẽ đặt 5 con Flens Remorus. Ok, đó các bạn thấy không, nó bắn rất là nhanh gọn lẹ, không còn gì để nói nữa các bạn. Một phát là chết một zombie nha. Cái con Remorus này là nó bắn là chỉ nó nuốt chửng được một cái con zombie thôi nha, chứ không có thể là một đám nha các bạn. Đó, mình thấy con Remorus này là nó rất là mạnh nha. Đó, bắn rất là nhanh, một phát thôi là một em nha các bạn, không cần nói nhiều. Đó, con này có một cái là cái ưu điểm là như vậy, còn nhược điểm nó bắn rất là chậm nha. Không phải bắn chậm mà nó bắn nó tiêu diệt được mục tiêu là nó sẽ biến mất, cho nên mình phải lanh tay các bạn. Đó, mình phải lanh tay, mình đặt ra cho đủ 5 con hoặc mình sắp xếp sau đó cho nó hợp lý bởi cái đội hình của cái sát thương của từng Flen nha. Đó, nhưng con zombie này, con Flen này, Remorus này là nó là như vậy, một phát là chết một zombie. Đó, mình nhắc lại, và nó đã chiến thắng bằng phần vòng 1 đây qua này rất là cực kỳ nhanh nha. Và phần đang chiến đấu phần DeFi mình nghĩ chắc không có đến nỗi là khó làm khó được Flen Remorus này đâu. Đó các bạn thấy không, Remorus rất là mạnh, very good. Đó, mình nói gì thôi. Đó, đã xong. Đó, dòng đây DeFi này là không gì làm khó được nha các bạn. Ok, đó là phần DeFi này đã hoàn thành. Đó, bây giờ mình chờ qua dòng nghe, do nó hạ zombie rất là nhanh, nhưng mà thời gian mà vẫn còn, quá chờ nó qua hết dòng. Đó, rất là mạnh. Nói chung con này là thuộc dạng là trong top mạnh nhất nha, thuộc dạng là Flen gọi là biến mất. Đó, giết zombie xong biến mất, sau đó mình phải lắp đặt lại. Đó, nó là vậy. Còn những cái Flen chính là mấy cây bắn đậu bắn gì đó, nó là Flen chính là bắn hoài không biến mất nha. Tiếp tục mình đi phần đây ai nha. Đó, hai phần đây quan đi fan đi Day One, Day Five này đã thắng công đã 2-0 nghe. Đó, giờ phải lên Remorus. Tiếp tục là mình đi phần Day A. Đó, các bạn thấy không? Nó bắn giết zombie là gọi cho nhanh gọn này, sau đó sẽ biến mất. Con này là một cái cây phải lên là nhăn nhó nghe. Nó rất là gọi là khó chịu. Đó, nên nó sát thương nó cực kỳ là nhanh gọn lẹ, sau đó biến mất. Nó không thể đứng đó nó nhăn nhó hoài nha các bạn. Ok, cứ giao một skill là xong một nhân vật zombie. Bất cứ con nào mạnh hay là yếu gì đó, có một skill là xong nha các bạn. Đó, ha, gần xong. Rất nhanh gọn lẹ, nói chung cái đây 10 vòng có thể qua được hết 10 vòng nha. Nhưng mà cái đây phụ thuộc vào kỹ năng của cái tay các bạn ấy, càng nhanh càng tốt. Nếu mà zombie giờ nhiều, tại nơi này nó bắn một phát là một con xong biến mất thôi. Không thể giết một lần hai zombie nha các bạn. Đó, còn Remorus này rất là mạnh. Thấy không? Một phát là xong các bạn. Ok, thế là phần đây ai này đã hoàn thành. Tỷ số 3-0 nghiêng về Flen Remorus. Đó, Remorus rất là mạnh nha các bạn. Đó, mình thấy con Flen này là hợp lý nhất để cho nó đứng, một là đứng sau cùng, hai là đứng đầu nha, để nó thể hạ được cái đám zombie đầu tiên. Có thể đứng cuối cũng được. Đó, thì mình sắp xếp theo đội hình hợp lý nha các bạn. Coi này, một phát xong một zombie, để lại một cái hình hài lăn xuống. Đó các bạn biết, đó là một cái đầu zombie rất là gọn lại gàng đẹp đẽ. Đó các bạn thấy không, một phát là xong. Nên cái phần này kết 4 vòng rất là nhanh nha các bạn, 4 vòng rồi gọi là quá nhanh luôn, 6 phút là xong.
không có gì còn gì để nói nữa các bạn. Còn nói chung con Valerian Dream Mirror này rất là mạnh, nó thuộc dạng trong top mạnh nha, nó thuộc dạng là Valerian gọi là biến mất, giết người xong giết zombie xong biến mất nha các bạn. Đó ha, các bạn thấy không, qua ra một đường màu tím kiểu như là một cái chi chớp, một cái gọi là một cái dịch chuyển tức thời nha các bạn, xuống một cái là gọi là biến mất liền đó. Các bạn thấy con có xô xuống cái còn cái xô lọt ra luôn, còn ok cái khiên lút luôn, cái khiên bởi luôn, giống quá mạnh nên các bạn. Nói chung vừa giờ mình mới test hai con Flame là gọi là quá mạnh, nên Dream Mirror này là rất là mạnh nha. Đó với lại một tùy theo Flame, tùy theo Flame có một nhược điểm là Flame God God Beaver, God Beaver gì đó, nó con Flame con ma đó, rất mạnh nha các bạn. Nó nhiều Flame nó mình nhớ tên không hết nha. Ok ok, thế là vượt qua nó xong phần DeFi này đó, đây nay này nha các bạn, quá mạnh nha các bạn, tỷ số 4-0 nghiêng về và Land Rimmerer đó. Giờ mình sẽ kết thúc video tại đây, giờ mình tiếp chỗ này đã xong, ngày mai mình sẽ tiếp một cái lệnh mới đó. Ok, bây giờ goodbye các bạn, hẹn gặp lại với các bạn.